khẩu trang là nhận từ các mạnh thường quân. Những cái khẩu trang mà giặt được 30 lần thì mình sử dụng, mình sẽ tặng 1 cái. Còn những khẩu trang sử dụng 5 đến 7 ngày thì mình sẽ tặng 3 cái. Và nếu mà cái máy hoạt động tốt thì mình sẽ gửi tặng cho Đà Nẵng và Hà Nội. Cái chương trình thực sự là hay đấy, rất là bổ ích và mang tính chất rất nhân đạo đấy. Cửa hàng người ta còn lên giá cả, lên nhân rộng trên toàn quốc.